18, tiếp theo là đến hạng chó Junior. Tôi xin nhắc lại là Junior được số 18, 19. Số 18, 19. Số 18 chủ nuôi Nguyễn Việt Cường. Số 19 chủ nuôi Trần Văn Khánh. Số 20 chủ nuôi Nguyễn Phước Long. Số 22 chủ nuôi Vương Duy Hùng. Chúng ta vào đêm đi ạ. Ai, đông quá nhỉ. Hạng này là hạng đông rồi. Sát chè. Sát chè. Số 18, 19, 20, 21, 22, 23. Có số 18, số 21, 23 thôi. Và số... Còn số 19 và 22. Đấy, ai chụp được cho kiểu ảnh thì đẹp quá. Đây, có thức ảnh thế này. Được rồi, giờ chụp được rồi đấy. Số 19 và số 22. Con này anh gọi đúng không? Số 19 vào đi ạ. Ôi con này đẹp đấy. Ma trầu hả? Con này chưa trách đâu nhá. Anh Khánh ơi, còn có số 22 có vào không ạ? Chip chưa? Số 22. Số 22 chủ nuôi Vương Duy Hùng Junior được 9 đến 18 tháng. Hai con chưa trách răng. Này đến lúc cắt cái ảnh này ra là làm ảnh ấy đẹp luôn. Cái ra mà nếu mà sâu ở bên kia thì đẹp nữa, bởi nó không bị ngược nắng. Đây nó bị ngược nắng. Không, kiểu gì cũng sẽ có cắt ra, cái đấy thì yên tâm. Bố cháu về cắt ra xong gửi qua Messenger nhé. Không, post lên luôn ai tải cũng được. Cái đấy khỏi lo. Tôi chưa lập cái database cho nó. Let's go.
Gọi vừa rồi em ơi, em ấy đợi. Đừng gọi chứ. Theo quy định, số có báo danh 19, kiểm tra không thấy chip, mời ra bên ngoài sân thi nhỉ. Xin mời số báo danh 19 ra ngoài sân thi nhỉ. Chúng ta sẽ có một cái máy nữa để đọc lại nữa. Số 19, xin mời anh. Chúng ta sẽ đọc ở đường cuốn, chúng ta sẽ đọc. Chưa, mới đứng sâu thôi, chưa chạy. Em đứng lên trước, không cần gọi đâu. Nó đã chạy, nó đừng gọi nó lầm. Win! Win! Chạy. Từ, chống nào. Ta đang dùng vị trí. Đề nghị anh Vinh vào khu trung tâm. Nè, mấy anh ơi, bây giờ mấy anh đi chậm đến ngay cái góc đó, mấy anh bắt đầu chạy nhanh cho đến quay lại đây lần nữa. Đi chậm nha, đi chậm đến ngay cái góc đó bắt đầu mấy anh chạy nha. Chúng ta đi bộ đến cái góc đằng tay em chỉ lại, sau đó chúng ta bắt đầu tăng tốc. Không có, sắc quá, đừng quán sắc quá. Đầu để di chuyển tốt thật. Hạng thi này là hạng thi Sino. Bắt đầu có cạnh tranh CC, giám khảo chúng ta đánh giá thế kỹ hơn nhiều cái vòng baby và puppy. Đây là các chú cháu nữa rồi, cháu chỉ được 8 tháng rồi. Hãy subscribe
Antonio là chú chó đã bắt đầu đến thời gian điểm trưởng thành. Bắt đầu. Ai chạy đi. Đây là hạng cao nhất rồi đấy. Đánh giá số 23 là Excellent 1, tức là đứng đầu của hạng năng lực tuyệt vời. Chú chó đạt thành chất lượng tuyệt vời đối với đánh giá của giám khảo. Số đứng vị trí số 2 là số 18. Cũng được đánh giá Excellent. Chú chó được Junio rất đẹp, tuyệt vời. Và chú chó thứ 3 là chú chó 63, giám khảo đánh giá là very good, là rất tốt. Ông giám khảo về vị trí số 20 thứ 4 và số 21 là vị trí thế nào? Chào bố này. Ông vào đây, ra ngoài. Ok, cảm ơn. Đâu. Vì là còn rất nhiều chó là đang chờ. Junio cái số 24, 25, 26, 27, 28, 29 chúng ta chuẩn bị ở đây. Junio cái